Alo, xin chào các bạn. Mọi khán giả thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với bài học về Illustrator, ứng dụng của nó trong đồ họa và thiết kế. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học bây giờ nha. Đây nó sẽ có cụm từ như này. Và cái cụm từ này nó sẽ để nó ở đâu? Rồi, ta sẽ chọn nó. Và còn bên này nó sẽ chọn nó là màu. Và đây nó sẽ ẩn tất cả những cái này đi nhé. Giờ ta ẩn đi này. Rồi, ở dưới này ta cũng sẽ ẩn cái phần này đi nhé. Rồi. Ok. Rồi. Ta sẽ xuống đây và ta sẽ bỏ sang đây nhé. Rồi, như vậy là ta loại được những cái bức tường ở bên để đi nhé. Sau đó thì bây giờ ý tưởng của ta là gì? Rồi sẽ đưa tất cả những cái tường này lên trên này. Ở đây thì ta sẽ ta sẽ khóa này lại nhá. Rồi sẽ dẫn thu nhỏ tất cả lại nhé. Đây xem này. Rồi. So. Sẽ để vào giữa cái phần này đó. Ở đây thì ta sẽ cái phần này ấy, thì ta sẽ phải làm thao tác như thế này. Đây thì nếu mà ta để vị trí này nhé, cho xuống dưới này một chút. Rồi, và đây ta sẽ thu nhỏ nó vào đây. Nó sẽ bằng cái vị trí của cái cửa này. Ta đẩy vào trong này một chút nhé. Rồi. Đó. Rồi bây giờ tất cả những cái phần này. Và chúng ta group lại nhé. Và chúng ta sẽ làm như thế này. Ok. Thì ở đây thì là cái này là chúng ta này đang là bao nhiêu. Rồi. Đây thì là rồi hẳn nào. Ok. Rồi. Đây là chọn là một thôi. Một chấm năm. Mình sẽ chọn cho nó 1.5 nhé. 1.5. Rồi. Tương tự tất cả những cái này ta chọn 1.5 nhé. Rồi. Ok. Ta chọn 1.5. Chúng ta sẽ có một cái dòng như thế này. Rồi. Sau khi có một cái này, có một cái dòng này ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại cái phần này mình sai nhé. Ở đây ta sẽ chọn nó và ta sẽ kéo vào đây. Rồi sẽ hở cái phần đấy ra nhé.
Thì ta sẽ giữ ship để ta có. Rồi, đưa vào đây nha. Rồi, cho ở cái đấy ra. Tôi sẽ xóa cái phần đen đi nhé và ta sẽ làm lại cái xóa. Rồi cái chữ enjoy này thì ta sẽ thế nào, nó chỉ có một cái phần ở chỗ này thôi. Đây thì ta sẽ chọn được cái màu đen nhé. Rồi, ok. Và cái phần này. Rồi, ta sẽ để cái ô này đấy nhé. Rồi. Rồi. Rồi, đây là ví dụ ta vẽ một cái đường này. Cái đường này. À, cái đường này thì ta sẽ cho nó tỏ lại một chút. Ok. Oh, sorry nhé. Hết xóa đi. Giờ ta phải chọn ra ngoài rồi nhé. Yeah. Rồi, ok. Để xóa đi. Rồi. Chọn ra ngoài. Và ta sẽ vẽ nó. Rồi. Rồi đây thì cái đường này ta sẽ cho nó. Rồi chúng ta dừng bài học này đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.